Trường Giang bất ngờ phát hiện bị hư não sau khi có con gái. Sau khi bộ phim Tết gặp sự cố, Trường Giang bất ngờ có cuộc trò chuyện với truyền thông. Nổi tiếng là người khá kín tiếng về đời tư sau khi kết hôn. Đây là lần đầu tiên hiếm hoi Trường Giang chia sẻ về đời tư của mình. Trong cuộc phỏng vấn lần này, Trường Giang tiếp tục hé lộ về con gái của mình sau khi kết hôn với Nhạ Phương. Trường Giang không tiết lộ bất cứ thông tin nào về việc Nhạ Phương mang bầu, thậm chí là sinh em bé. Sau thời gian giấu giếm, Trường Giang giờ đây đã thoải mái chia sẻ về đời tư của mình, đặc biệt là con gái. Trường Giang cho biết, thời điểm anh biết Nhã Phương mang thai, cả hai đã khóc cả đêm vì hạnh phúc. Sau khi có con gái, Trường Giang phát hiện mình bị mắc bệnh hư não. Nam danh hài, họ Võ cho biết, khi có con anh mới nhận ra mình khác biệt, đi đứng ăn uống cũng khác biệt vì con nhìn thấy. Có thể nói, sau khi kết hôn thậm chí sinh con gái, Nhạ Phương và Trường Giang ngày càng khiến nhiều người hâm mộ về cuộc sống hôn nhân và hạnh phúc. Ra nữ diễn viên tuổi thanh xuân sở hữu vòng eo siêu nhỏ đến khó tin. Bên cạnh đó, đôi bàn tay gầy khẳng khiu khiến Nhạ Phương nhìn kém quyến rũ hơn. Ngay khi vừa đăng tải được ít phút, những hình ảnh của Nhạ Phương đã nhận lại được sự tương tác khủng với gần 6.000 lượt yêu thích. Đa số người hâm mộ la ó trước body càng ngày càng báo động của nữ 9X và nhắc nhở cô chút ăn uống để đảm bảo sức khỏe. Thôi chị ơi, tăng cân cho fan vui đi chị, gầy kinh lên được á, chị béo lên mới xinh, gầy nhìn kém hấp dẫn. Chị ơi hơi gầy, có thêm tí thịt nữa thì đẹp. Đây không phải là lần đầu tiên Nhã Phương khiến dân tình than thở vì thân hình gầy gò đến khó tin. Trước đó, bà xã Trường Giang cũng gây hoang mang khi lộ hình ảnh thềm ngực trơ xương, hai thân hình mỏng như lá lúa. Được biết, kể từ khi sinh con đầu lòng đến nay, Nhã Phương luôn tích cực rèn luyện thể thao để nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Tuy nhiên, do ép cân quá đà khiến cô nàng trở nên gầy kém hấp dẫn, nhá. Đến Trường Giang cũng phải thừa nhận bà xã của mình bị hoang tưởng về cân nặng. Ai mà chê tôi gầy là tôi thích lắm, tôi thích gầy mặc cái gì cũng ổn, cũng tự tin hơn, chứ mập xíu lại lo mặc lên hình mập, mất tự tin liền, quan trọng mình thấy khỏe là ổn, Nhã Phương chia sẻ. Dù thân hình gầy gò nhưng Nhã Phương vẫn thường xuyên đi tập gym, ăn uống khoa học và sức khỏe tốt hơn so với thời gian con gái. Tôi có thể chạy bộ 21 cây số chung với mọi người, nữ diễn viên khẳng định. Trường Giang thấu hiểu điều này nên không ép úc Nhã Phương ăn uống để mập lên như trước. Mặc dù thân hình thanh mỏng sẽ giúp Nhã Phương chụp ảnh, quay phim đều xinh hơn, nhưng cũng không ít lần bị lỗ khuyết điểm ở một góc chụp. Cô bị đôi bàn tay và đôi chân gầy đến mức tong teo. Người hâm mộ ngắm những bức ảnh này cảm thấy xót thương. Nhã Phương tiết lộ rằng cô từng giảm đến 15 cân sau sinh con. Hiện tại, nữ diễn viên cao 1m63 và nặng 43,5 cân. Nhã Phương luôn duy trì vóc dáng này, thậm chí nhiều bức ảnh cô còn đăng tải thể hiện thân hình gầy khiến khán giả miêu tả mỏng như lá lúa. Nhã Phương chia sẻ ép cân vì đặc thù công việc. Cô là một trong ít nữ diễn viên theo đuổi thân hình gầy đến vậy. Nhờ đó, sự xuất hiện của cô trên màn ảnh cũng đẹp hơn.